vô quay bên trong coi thử cái nhà này như thế nào nha. Nhà phố à? Hả? Nhà phố đó. Ở đây hả? Ở nó đó. À, nhà nó đó, hai cho con lại ở đây. Con lại đi. À, nó còn ở đây luôn xíu nữa. Coi thử nhà nhà mới mà, mới cất mà. Nhà phố quay qua nhà lễ. Nhà phố kia. Coi cái này mới cất mà. Mới toàn. Có cái viền trai tải anh gọi. Nó cất cái cách xe cất cái này nó tựa tựa như bên đó chị hai. Nhà đi cất cái tựa như bên đó mà thấy không? Cũng như lên lên trên đi trên ở cho nó. Ở trên đó cái giọng cho nó. Lên đầu với cậu. Dạ dạ. Xuống đây ngồi lên đầu. Để thấy không? Thế nó rộng rãi hơn nhà chị hai. Nó rộng sao rộng? Nhà tôi xuống dài cùng nhà đó nó rẻ. Đất bên này để làm ếch luôn. Nhà tôi đất ở đâu nữa rồi? Cất được không? Đó, nhà nó rộng. Chồng đi về ngủ. Hai chồng ở đây còn hai chiếc lò tên lồng cũng nhiều dữ vậy. Nhà bếp đây. Hai nhà chị hai luôn. Nhà bếp này. Bên này nó trọng trọng cái điểm á. À, nhà bếp á. À, thì như nhà bếp này đó. Bao nhiêu đó là nhiêu đó chứ. Nó cũng mỗi một năm nó tăng tiến thêm nó đi xài mặt là nấu luôn chị hai đó. Nó là điểm á, nó quay như là nhà tôi. Đây là lò điện luôn. Lò điện luôn, xài lò điện luôn cũng như bên đó luôn. Điện tủ rồi nó xài cũng như bên đó luôn nè. Nhà chị hai thì cắt gạch ốp bông ở trong này. À, đúng rồi, đúng chứ, bữa từ nhỏ nó mua. Vừa tới, để ông xài mới ở đây mua. Đúng rồi. Chưa ta mua đồ chân đồ. Đứa nào đi mua ít trái dừa về uống không? Đi mua trái dừa về uống. Nhà cắt đẹp quá lẹ. Nhà cắt đẹp kia mở đôi tiền kia. Nó còn cầm tiền không? Đi ra cho mua vài cái dừa con. Tặng dừa ấy. Cái bà dừa thì hỏi đi nhiều cái thì mua. Nhiều cái thì mua con đấy. Cái này ở phòng trên. Cái phòng trên này. Bà thử nha. Cái cách thiết kế của cái nhà này cắt cũng rất là tuyệt vời. Này, với cái tóc này, tóc này, tóc có điện lai ở này. Này trong này là ốc cụp. Bây giờ có đóng khuôn lại không? Chắc không chị ha, tụi nó nhỏ nó chơi, nó nhậu thôi chứ ăn cơm gì nữa. Cho cậu mở coi. Không, hỏi xíu. Đây, phòng đây là phòng gì đây? Phòng tắm. Phòng tắm nhà cầu. À, cái này phòng nhà cầu dắt áo tủ rồi nè. Nó có cái đây là thoáng không bên chị á? Chỗ này không có nhà có cửa mà chứ gì nữa. Thoáng đây phòng ngủ của hai chồng đó. Phòng ngủ á. À, phòng ngủ hai chồng đó. Phòng ngủ nó ngủ trệt vậy. Đây phòng ngủ đó nè. Hai phòng ngủ đủ rồi. Hai phòng ngủ của con em gái thằng bên trai. Cái này cái toilet. À, cái này cái thùng lù cái đó phòng tắm. Nè, cái toilet nè. À, lấy phòng tắm. Đó, vậy đó. Rộng. Ủa, nhà tắm đó không? Nhà tắm đó hả? Vậy hả? Ờ. Nhà tắm đó, toilet đó đó. Ờ, đây là tắm đứng ở đây đây. Ờ. Tắm đứng. Nước có đậu đầy. Biết gì? Nhà bà đó. Trời ơi, trên nó để chỗ trên kia nhiễu nước nè. Biết không? Cái đó để cái bồn nước ở đó. Bồn nước đừng cho nó nhiễu nhiễu thì hư gạch nè. Biết rồi. Không được. Đừng cho nó nhiễu nước đó là nó hư gạch. Nó hư gạch chứ hư cái nền. Nó bị hở trên đó. Nó nhiễu thì nước thì nước đâu. Đây là con gái. Ừ. Con gái. À, còn phía bên kia thầy là con trai. Con trai còn con Giang đi nước ngoài rồi. Con Giang đi rồi. Con Giang đi du học bên Nhật rồi. Về được á. Nhà quá đẹp đi. Nhà nó cất gì là quá đẹp. Cái cửa ra đó. Ờ, cửa ra cái đây. Trang, thấy không? Đây. Cái bên đây nó nhà thờ nó cất kiểu như chị bên đó nè. À, cũng một thờ à. Cũng một thờ, nhưng mà cái đất nó rộng, nó cất thoáng hơn. Bên đây nhà thờ. Khỏi mở ra. À, đẹp quá, được. À, nó cất thoáng đẹp. Nó cất thoáng, nó cất đẹp. Đó. Nó cũng một thợ với thằng ở nhà tôi rồi cóc cho nó mà tìm cho cái đất thôi, cái đất thì nó kiểu nó cố là thêm okay. Còn đất nó đủ rồi thôi.
Nhà đẹp. Nó thiết kế theo cái kiểu này là thấy đẹp. Nó có cái dạng như thợ bên nhà chị Hai đó. Nhưng mà nó úp cái dạng bếp nó đẹp nè. Dạng bếp. Nó đặt gỗ đó. Đó, dạng bếp. Còn tôi á làm nhôm, và tôi á làm ấy. Mì ca. Dạng bếp nó rộng rãi hay không? Bếp nó đặt gỗ, đặt lớp đi đó luôn á, hay là cái bếp đó cái bếp kia rồi. Còn ở đây ở sau đi như vậy đi. Đó, à, cái này đi vô đây phía sau đây nó có cửa nè, à, đúng rồi, nó làm ốp gạch hết không? Sao? Nó ốp gạch men hết nè. Chứ ốp hết như nhà tôi vậy đó. Đó, nó ốp gì nữa? Nó ốp ở dưới là tên đụng mơ luôn. À, nó ở gì được không? Camera. Ờ, camera. Cái camera. Cái thiết kế kiểu này là đẹp á, cái này là mát mẻ. Camera nhà mày bắt mới bắt. Mua thêm khúc đất ở sau thành thử có. Đây đó, nó mua để cho hầu. Cái đất của nó là hầu từ tôi xuống dưới đây đâu. Cái ngăn tường hồng đứng ra. Là nó mua thêm khúc đất đâu, mua thêm khúc đây nữa nè. Mua thêm khúc đây nữa nó có nó mới làm. Ra nó đâu có. Mua khúc đất nó nhiều chắc mắc các bạn nó rất đẹp. Cái nào đi lấy bia. Đó, người đẹp Bi Dư hả người đẹp? Dạ. Ừ. Rồi cô lấy mấy cái thùng bia nguyên đó con kính cho cậu nha. Con nghiêng riêng cho cậu đó, để cậu dặn. Đây, như đây uống hết nào. Lỗ này nó kêu là cái gì phốt? Dạ Thình Minh. Cái này à? Lão Vũng Giấm. Vũng Giấm cá bò. Cái bò này. Đây. Cái bò này. Đó, rồi đây một giải. Một giải. Những lẩu. Ở gia đình. Gia đình mình sinh hoạt gia đình thôi, chứ không có tiệm tới quán nữa, đại khái. Ở nhà có nhỏ cháu nó chuyên nghiệp làm mấy cái lẩu nhậu. Ở đây mấy đứa cháu mà. Chú tiệm rồi, đi đâu nữa. Ở đây cháu mà ở Bình Tuy. Đây bà chị đây. Chị Hai, bà thứ hai, tôi có thứ 8 rồi trời ơi. Người ở trên, người ở dưới xe lắc. Đây bà xã. Nhìn đây. Lâu lắm mà cũng ghé ngang qua ở Bình Tuy chơi thăm bà chị Hai rồi mấy đứa cháu giờ đứa nào nó cũng lớn hết rồi. Về đây làm một quay clip để mà kỷ niệm gia đình là cái gì đó. Hồi chiều hồi sớm đi ra mấy bến cảng rồi thấy cũng vui. Mấy đứa đây là nếu mà vô mùa là thằng nào nấy có ghi hết nó đánh bắt. Coi như là bận rộn lắm. Đánh không có nhộn nhạt kiểu này được. Đánh bắt xa bờ. Rồi đánh bắt xa bờ đi 2-3 ngày vô cũng có. Hồi kia đi 7-8 ngày. 3 ngày chứ hả? Hoa đi 3 ngày. Ờ 10 ngày cũng có. Ờ 10 ngày cũng có luôn. Mấy giờ mấy 6 kẹp 2 cái. Mấy 8 cũng có luôn. Mấy cụ B. Mấy cụ B gì đó. Ghia thì cái dàn hồi nãy mình quay dưới đó là ghia bự nhiều lắm. Ở dưới đây nó cũng có hết rồi. Có một vài thằng đang hành nghề đó chưa vô, chút chiều nữa nó vô. Đây. Còn cháu ở đây nào lớn vợ sợ. Anh hồi sáng à. Anh hồi sáng đi sống rồi. Nó lặn bướm về, nó lặn xà mai. Rồi ốc bự á. Có một thằng rể của chị Hai nè. Ừ. Nó là coi như bữa nào nó cũng lụm tiền dưới lòng biển hết á. tiền cắt cho nó xuống nó lụm vô nó về. Rớt á chứ. Bữa nào cũng đi lụm hết. Còn mấy ở đồ cổ đồ cũng có luôn. Tàu chìm cỡ nào cũng có. Còn mấy đề đánh lưới ghê đồ. Rồi đánh đủ loại con mực. Hết tục. Giờ mấy cậu cháu gặp lại mấy chục năm gặp lại đi ngồi rây rây
cũng sum vầy hạnh phúc. Ở đây rồi mình lên là mình lên ở đâu cậu? Hả? Đồng lên trên đồng lên à, sau thì cậu về cậu gọt lại rồi cậu làm thành một video gửi lên trên YouTube. YouTube trên đó rồi, nếu mà mấy mấy cháu thích coi là cứ vô cái kênh cậu kích lên đó là coi thôi. Dạ. Đó, cậu quay mấy cái này là nó lưu trữ lại ở trên mạng YouTube hết. Dạ. Để hôm đó nếu nào muốn coi thì vô hôm đó coi. Cậu bảo nó con số về gia đình cậu đi sinh hoạt đi du lịch chỗ này nọ. Dạ. Cậu bỏ lên đó, bỏ nó để kỷ niệm. Dạ, có lệ nó mới cắt đẹp chứ. Ủa cái này cái món này mới đưa ra nữa nè. Đó, coi như coi nhà lá vườn nhỏ cháu đưa ra đó. Có sao? Ừ, có sao hả? Dạ. Mỡ hành, sói mỡ. Ăn thử cái nha, ăn thử cái coi ha. Ồ cái này cái món này thấy lạ nha, hồi nào nhưng mình chưa ăn thử á. Cái nhúng giấm đó mình ăn ra rồi. Ở đây mình chưa ăn nè. Cái này về về về, về rồi chấm vô hả? Dạ, cuốn cái chén luôn này còn lại. Cuốn cái chén luôn á. Thử ra thử miếng. Cái bá xèo xói mỡ thử thử coi nè. Ngon. Nó có chất mỡ hành đó, ngọt ngọt. Vừa ăn á. Lại làm ngon quá. Hai món này là nhậu tới bến rồi. Nhậu tới bến rồi. Đâu còn xa 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 mái tư nữa cơ, đúng vô đây ăn. Còn xa, còn cổ. Xa nữa. Cầu xa đó ăn cũng ngon. Còn đồ mà. Nhiều lắm mà ở dưới xa. Thấy đem lên. Ôi thôi gì, nó nhiều lắm rồi. Trời ốc đồ gì mình đã để vô lại kìa. Cầu xa mái mỏng mỏng á. Ồ cái này nhậu perfect luôn. Cái này nè, món này nè, ngon. Ốc ô hôm nó để một nguyên một hộp cái thẩu nữa. Ai ăn hết bỏ. Cái con này nó kêu là con cái đuối hả? Dạ, cái dơ mà kêu nó ó sao. Con này nó ngon hơn con cái lưới. Ồ dạ. Con nó y như con ó sao rồi đó. Ờ, ngon. Đặc sản không? Thịt ngọt xíu, ăn thử. Ngọt lắm. Không biết ăn được. Chung cho cái bà hàng đó, bà ăn được thử. Nếu mà quán mà cậu kêu mà ó sao nữa thì chắc cũng mấy chịu. Chú cho bà ăn đồ đại mà. Ngon, cái ghé này ngon. Cái dạng nhậu dạ, 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 cái này lên lên tiệm Hồng nó nói cái này lên tiệm dạ, lên tiệm mà mất tiền gì là mấy triệu á nhớ nhớ thấy không đồ đặc sản à, đồ đặc sản mấy triệu để đúng đó, đúng rồi thì đúng rồi nó làm nó bán đồ đi là đồ đặc sản không chứ sao nhà cháu đồ có nên đem đem ra để chứ là nhà lá dừa còn mà ra ra nhà hàng thôi hai dĩa này cũng đến 5 triệu 4 triệu tiếng dẻo á không cỡ nó đồ đem ra nhà lá dừa ra nhà lá dừa chúng ta vào chung có không có đâu. Mới đắp chữa nè. Đẹp quá. Ừ. Mỡ hành. Hành mỡ. Thì giống Việt Thảo với trời. Ừ. Ngon quá. Hành mỡ, ăn chung nó ngon. Cái không. À, nhìn mặt ông giống Việt Thảo thiệt đó chứ. Bự chút nữa giống ông. Ủa cái thịt nó ngọt cái gì hả? Bỏ xuống ở dưới bàn đó luôn rồi đó. Cái thịt nó ngọt ghê. Hả? Bỏ xuống dưới bàn luôn rồi đó. Bỏ chút nữa giỡn. Ở dưới đất, ở dưới thềm nó cũng được. Ừ. Món này ngầu quá. Món ngon. Ngầu ăn cứ là rau xay cậu. Hả? Ngầu ăn cứ là rau xay. Nó, ừ. Nó. Thì nó như mình ăn chín thôi. Như mình ăn bữa cơm chín vậy á. Ngầu quá. Rồi hai món đó. Rồi nhậu tới mặt trời lặn tính sau. Ừ. Bây giờ ốp lại cái để nhậu thấy mấy món là thèm quá chịu không nổi rồi. Cái này gì vậy ba? Cái gì vậy? Ờ, chóng một son bự. Bữa nay đám dỗ làm son bự quá nè. Ở đây dâu con. Cậu quay hả? Ờ. Không sao đâu, bình thường đi, đi trong nhà đi. À, mấy dâu chị hai. Con đang ăn. Nó vô chị hai nè, đi về ông đứa, là đứa. Con đang ăn á. Còn số nữa nó đang làm việc chưa vừa. Anh đi nhà chị hai chưa, nó vỗ ông nội Thành. Ông Hồng ở nhà hả? Nghiệp lấy đâu Nghiệp?
Chị nhỏ tới chưa chị hai? Quay chị ra mất rồi. Bờ bên đây đám dỗ ăn gì? Nhiều đây cho có gì đâu. Bờ bên đây đám dỗ ăn gì? Một món nè, hai món nè. Ai? Làm cũng chuyện đó đâu. Rồi vô, rồi vô. Đây. Ê gà, ê trò. Lại chạy ra chở hả? Theo lửa. Ủa, hỏi nữa. Theo lửa chả rồi nè. Cá, bánh mì, đồ, 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 thằng tử ra là đủ món. Phương hả? Phương hả? Phương hả? Phương hả? Phương hả? Ông chở bấm đi, còn ai chở. Bí một giờ nó mới vô hả? Dạ. Ở ngồi, kiếm chỗ ngồi đi. Ngồi. Anh ấy cùng nó. Nếu vậy chén này, rồi đủ nó. Cái chén đủ nó, thì thấy trên bàn có nhiều món lạ lạ, đám dỗ, đám dỗ ông nội ông Thành. Nói gì ở nào á? Nói gà đỏ hả? Nói bình nước hả? Nói lên trên đó, nói quay với ai bà. Nói quay với ai bà. Ai vô coi là thấy còn ai. Biết thì hỏi lung tung hết. Ở đây con cháu không à? Như định. Ủa, hỏi cái kiến đây. Hồi tối này coi có... ông nội gì mà đầu sói mấy đứa màu ăn luôn phúc mà ông chồng ảnh sao bị cầm huyết cầm vậy rồi làm mạng nó láo huyết sợ mạng nó đang mạng nó khoe thêm nữa đang mạng nữa cộng cũng mình phúc mà cộng thay đầu ảnh nó đổ đổ này nó đổ nó đổ phúc mà phúc mà thường á ông chứ phúc chủ tịch nước đó bà tao không